Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bệnh viện Thú y Aravet. Và mình là bác sĩ Trung, giám đốc của bệnh viện. Ở trong video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ đến cho các bạn một căn bệnh mà vô cùng phổ biến ở những bạn mèo dưới 1 năm tuổi và cũng là một mối rắc rối lớn đối với những hộ gia đình nào nuôi nhiều mèo hoặc là những trại nuôi mèo sinh sản vì tốc độ lây lan kinh khủng của bệnh. Và căn bệnh mình muốn đề cập đến hôm nay chính là cúm mèo, hay còn gọi là bệnh viêm đường hô hấp trên ở mèo. Và trong video này thì mình sẽ giúp cho các bạn hiểu thế nào là cúm mèo, nguyên nhân gây ra bệnh cũng như là triệu chứng của mèo khi bị mắc cúm và cách điều trị bệnh cũng như là cách để các bạn có thể bảo vệ mèo không bị mắc căn bệnh này. Và bây giờ thì mình vào nội dung của video nhé. Vậy cúm mèo là gì và bệnh có nguy hiểm hay không? Tình trạng ho, hắt hơi, sổ mũi, viêm họng và chảy kèn rửa mắt thì là một tình trạng vô cùng phổ biến ở những bạn mèo dưới 1 năm tuổi hoặc là những bạn mèo có sức đề kháng kém. Và các tình trạng này thì được gọi chung với cái tên đó là bệnh viêm đường hô hấp trên, hay còn được gọi với cái tên cúm mèo. Và ngoài những cái triệu chứng phổ biến của cúm mèo, ví dụ như là ho, hắt hơi, sổ mũi, viêm kết mạc mắt, thì còn có thể sẽ có những cái triệu chứng nghiêm trọng khác và ít gặp hơn, ví dụ như là sốt, chán ăn, mệt mỏi, loét miệng, chảy nhiều nước dãi, và thậm chí có một số bạn còn có thể bị loét giác mạc. Và mức độ nguy hiểm của bệnh thì cũng khác nhau giữa từng cá thể. Có rất là nhiều các bạn mèo thì bệnh rất là nhẹ, điều trị đơn giản hay thậm chí là có thể tự khỏi mà không cần điều trị. Nhưng có một số bạn khác thì bệnh để diễn tiến cực kỳ nghiêm trọng và có thể dẫn đến cái tình trạng viêm phổi và tử vong. Vậy nguyên nhân chính gây ra cúm mèo là gì? Hầu hết mèo bị viêm đường hô hấp trên là do bởi mắc một trong hai loại virus gây cúm mèo, hoặc thậm chí ở trong một số trường hợp đó là mèo mẹ mắc cả hai loại cùng lúc. Đó có thể là virus herpes ở mèo hoặc là virus calici ở mèo. Và hai loại virus này được cho là đóng vai trò trên 90% các trường hợp mèo bị mắc cúm. Và các trường hợp còn lại thì thường là do hai loại vi khuẩn gây ra. Đó là vi khuẩn Bordetella bronchiseptica, là vi khuẩn chịu trách nhiệm cho những trường hợp mèo bị hắt hơi, sổ mũi và ho. Và một loại vi khuẩn thứ hai đó là Chlamydophila felis, là vi khuẩn mà gây ra hiện tượng mèo bị viêm kẹt màng mắt và chảy kẹt rửa mắt. Vậy mức độ lây lan của bệnh như thế nào? Virus calici và virus herpes có thể lây lan rất nhanh giữa các bạn mèo khác nhau trong đàn và cũng có thể lây từ mèo mẹ sang mèo con dưới 2 tháng tuổi. Bệnh có thể lây qua sự tiếp xúc trực tiếp giữa bạn mèo khỏe và bạn mèo bệnh, hoặc cũng có thể lây nhiễm gián tiếp qua nước bọt của bạn mèo bệnh bám ở trên những vật dụng như quần áo, bát ăn, bát uống và dụng cụ vệ sinh. Virus có thể tồn tại rất là lâu trong môi trường và khoảng 10 ngày đối với virus calici và khoảng 2 ngày đối với virus herpes. Không những thế, những bạn mèo nào đã từng bị mắc cúm mèo, ngay cả khi khỏi bệnh, cũng sẽ liên tục bài thải virus ra ngoài môi trường trong vòng vài tháng. Chính vì vậy, bệnh cúm mèo đã trở thành một vấn đề nhức nhối đối với những hộ gia đình nào nuôi nhiều mèo hoặc là những trại nuôi mèo sinh sản, vì gần như không thể loại bỏ được virus ra ngoài môi trường. Dấu hiệu của mèo khi bị mắc cúm là gì? Khi mèo bị mắc virus calici hoặc là virus herpes thì thường sẽ ủ bệnh trong khoảng thời gian từ 2 ngày cho đến 1 tuần. Và khi bệnh bắt đầu bùng phát thì mèo sẽ xuất hiện những cái triệu chứng như là ho, hắt hơi, sổ mũi, thở ơ, chán ăn, sốt và chảy kèn rửa mắt. Với những bạn mèo bị mắc virus herpes thì các triệu chứng thì thường sẽ có xu hướng nghiêm trọng hơn, đặc biệt là những cái triệu chứng về mắt. Đó là các bạn mèo sẽ bị hiện tượng viêm kết mạc mắt, dẫn đến mắt bị sưng đỏ, chảy nhiều kèn rửa mắt, và kèn rửa mắt thì thường là sẽ có màu xanh hoặc là màu nâu đỏ. Và một số bạn mèo khi bị mắc herpes cũng sẽ có hiện tượng bị viêm họng nặng, dẫn đến chán ăn và bị sốt cao cũng như là ho dai dẳng. Với những bạn mèo bị mắc virus calici thì các triệu chứng thì sẽ nhẹ hơn so với khi mắc virus herpes. Tuy nhiên là một số bạn mèo khi mắc calici lại có hiện tượng bị loét lưỡi hoặc là loét môi và vỏ miệng. Một số bạn mèo khác thì cũng sẽ có hiện tượng bị viêm khớp và dẫn đến những bạn mèo đó thì có triệu chứng đi lại khập khiễng. Tuy nhiên là cái triệu chứng mà viêm khớp này thì thường là nhẹ và nó sẽ khỏi sau khi mèo đấy hết bệnh cúm. Với virus calici và virus herpes thì đều là nguyên nhân do virus gây ra. Tuy nhiên, nhưng mà hầu hết những cái trường hợp mắc cúm mèo thì đều sẽ bị kế phát thêm các loại vi khuẩn. Và trong một số ít trường hợp thì bệnh sẽ diễn tiến nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng nhiễm trùng phổi và uy hiếp tới tính mạng của mèo. Hầu hết những bạn mèo bị mắc cúm thì đều có thể hồi phục rất là tốt. Tuy nhiên cũng có một tỷ lệ khá là lớn những bạn mèo sau khi khỏi cúm lại bị một di chứng, đó là hiện tượng viêm xoang mũi,
Nhưng mà mèo này thì bị sổ mũi một cách dai dẳng và điều trị không thể khỏi được, hoặc là có thể khỏi nhưng mà lại rất dễ bị tái phát hiện tượng sổ mũi trở lại. Tình trạng này thì được gọi chung là viêm xoang mũi mãn tính, do cái lớp niêm mạc bên trong xoang mũi đã bị tổn thương một cách nghiêm trọng và không thể hồi phục hoàn toàn. Vậy mèo bị mắc cúm thì cần được điều trị như thế nào? Cúm mèo là một bệnh có tốc độ lây lan cực kỳ nhanh, cũng như là thường để lại di chứng khiến cho mèo bị viêm xoang mũi mãn tính. Chính vì vậy mình không khuyến cáo chủ nuôi tự điều trị cúm mèo ở nhà mà không có sự giám sát hoặc chỉ định của bác sĩ thú y. Thông thường để điều trị cúm mèo thì cũng sẽ cần phải sử dụng đến một số loại kháng sinh như là doxycycline, amoxicillin và một số loại kháng sinh khác nữa để giảm thiểu những thiệt hại do vi khuẩn kế phát gây ra. Với những bạn mèo bị viêm kết mạc mắt thì cũng sẽ cần phải được điều trị bằng một số loại kháng sinh nhỏ mắt, ví dụ như levofloxacin, gentamicin hoặc tobramicin. Một số bạn mèo bị sổ mũi và nghẹt mũi bởi tình trạng dịch mũi ở trong xoang mũi quá nhiều thì có thể sẽ cần phải sửa mũi bằng các dung dịch như nước muối sinh lý hoặc là được sử dụng biện pháp khí dung để làm lỏng dịch tiết trong xoang mũi giúp các bạn mèo thở dễ dàng hơn. Rất nhiều bạn mèo mắc cúm bị viêm họng hoặc là loét miệng khiến xảy ra tình trạng chán ăn. Cũng có một số bạn là do xảy ra tình trạng sổ mũi khiến các bạn ấy khứu giác bị kém nhạy bén. Chính vì vậy ở trong giai đoạn này sử dụng những loại thực phẩm mềm và có mùi thơm như là pate thì nó sẽ rất là hữu ích. Và các bạn cũng có thể sẽ làm ấm thức ăn để mùi thơm của thức ăn bốc lên khiến hấp dẫn các bạn mèo ăn được nhiều hơn các bạn nhé. Với một số bạn mèo mà xảy ra tình trạng chán ăn nghiêm trọng và bị suy dinh dưỡng thì có thể những bạn mèo đó sẽ cần phải được nhập viện để được đưa dinh dưỡng và đưa thuốc theo đường truyền tích mạch. Với một số bạn mèo bị loét miệng nghiêm trọng thì có thể sẽ cần phải sử dụng đến một số loại thuốc giảm đau như diclofenac hoặc meloxicam để giúp các bạn ấy ăn uống được dễ dàng hơn. Hiện tại một số loại thuốc kháng virus cũng được các bác sĩ thú y áp dụng trong điều trị cúm mèo, ví dụ như interferon, sidofovin hoặc aciclovir. Và các loại thuốc này thì cũng được đánh giá khá cao về mức độ hiệu quả cũng như là độ an toàn của thuốc. Vậy có cách nào để ngăn ngừa mèo khỏi căn bệnh này hay không? Hiện tại các loại vaccine bốn bệnh dành cho mèo ở trên thị trường thì có tác dụng rất là tốt trong việc ngăn ngừa tỷ lệ mắc cúm mèo lên tới trên 70%. Tuy nhiên, không phải cứ tiêm đầy đủ vaccine thì mèo của các bạn sẽ không mắc cúm. Nhưng việc tiêm đầy đủ vaccine thì sẽ giúp giảm đáng kể tỷ lệ mắc cúm cũng như là ngăn ngừa nguy cơ lây lan bệnh ở giữa các bạn mèo trong đàn. Đồng thời, những bạn mèo nào nếu đã được tiêm đầy đủ vaccine theo chỉ định của bác sĩ thú y thì khi bị mắc bệnh thì việc điều trị cũng sẽ rất là đơn giản và nhanh khỏi. Và các triệu chứng của các bạn mèo khi bị mắc bệnh thì cũng sẽ nhẹ hơn rất là nhiều so với những bạn mèo không được tiêm vaccine. Chính vì vậy, việc tiêm vaccine là vô cùng quan trọng. Các bạn hãy tiêm vaccine mũi 1 cho mèo ngay khi mèo của các bạn đã được 60 ngày tuổi. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn like và share video. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về bệnh cúm mèo thì hãy đọc bài viết về cúm mèo trên website eravet.vn các bạn nhé. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.